Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe an toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích đánh cờ bạc di cư trên mọi miền Tổ quốc. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới các bác là về cái keo bệ cờ bạc A1. Thì đi chi tiết về keo bệ cờ bạc A1 này để cho các bác cùng tham khảo này. Đầu tiên thì các bác có thể nhìn thấy là cái hình dạng nhận biết của nó thì nó sẽ có màu trắng trong như thế này. Đối với keo này về cái nhiệt độ thời tiết đánh đẹp nhất là các bác sử dụng là đánh ở cái nhiệt độ từ 13 độ cho tới là 40 độ C. Đối với mà nhiệt độ nó hạ thấp từ 13 đến 14, 15 độ ấy, đấy keo nó sẽ không bị co. Đấy là cái vào vụ tháng 3 các bác sử dụng đánh hoặc là cũng như là chuẩn bị đến cái tháng 9 âm lịch rồi. Đấy thì trời tiết nó se lạnh mà các bác không sử dụng keo này thì các bác đánh thì tỷ lệ sẩy cò, sẩy vạc nó rất là cao. Còn đối với nhiệt độ mà hiện tại thì cũng như là đầu vụ ấy, từ tháng 7 cho tới là tháng 8 âm lịch này, cũng như là tháng 4 âm lịch ấy, thì lúc đấy thời tiết nó rất là nắng. Đấy thì keo này nó sẽ không bị chảy ở que ra. Còn về cái số lượng thì các bác có thể thấy là bên cơ sở em là nhập với cái số lượng rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều video quay thực tế cho các bác rồi. Đấy, keo này thì nhập từ gốc công ty, đấy không phải qua trung gian bất cứ 1.000 nào cả. Đâm ra là khi các bác mua thì cái thứ nhất giá cả rẻ, cái thứ hai nữa là chất lượng nó đảm bảo cho các bác để các bác sử dụng. Còn thường thường thì bên cơ sở em là sẽ đóng ra hai hũ, một hũ là nửa cân và một hũ là một cân để phục vụ cho các bác. Đấy, đối với keo này thì ngoài đánh cò vạc ra thì các bác có thể là đánh được chuột, đánh ruồi, đánh được tất cả các loại chim. Đấy, ví dụ mà các bác đánh những con chim về ăn quả thì các bác chỉ cần lấy que nhựa để các bác bôi lên những cành cây thì khi con chim về cánh nó sẽ ôm vào những cái que nhựa là nó sẽ ngã từ trên cây xuống. Còn về keo này các bác này, keo này thì về cái ưu điểm nữa của nó thì nó sẽ không bị thối keo nhé, không bị thối keo khi gặp trời mưa cũng như là trời sương xuống. Và cái thứ hai nữa là các bác mua về các bác đánh thì các bác không phải là đun nấu hay hòa trộn bất cứ thêm một cái gia vị gia dụng gì cả. Đấy, khi các bác sử dụng thì các bác chỉ việc bỏ vào que là các bác sử dụng các bác đánh thôi. Còn hiện tại thì bây giờ bắt đầu vào đến cái chính vụ. Đấy, đối với anh em miền Trung thì bắt đầu là chính vụ là cò di cư, cò bọ di cư. Đấy, ở ngoài miền Bắc thì chuẩn bị đón cái đợt cò trắng di cư đầu tiên, cũng như là bây giờ ở miền Bắc thì anh em đang chuẩn bị đánh vạc, đang đánh vạc rất là nhiều rồi. Đấy, thực tế video quay đến cho các bác ấy. Đấy, vạc đánh được nửa đêm lúc ấy sương xuống rất là nặng nhưng keo này độ bám dính của nó cao. Đấy, còn về keo đây các bác này, thế cái độ tơ đấy của nó bám đấy thì rất là cao luôn. Cái độ tơ này bám cao thì khi hai cái cánh của con cò, con vạc các bác đánh đấy, nó ôm vào keo này thì nó sẽ không chạy được. Đấy, một video thì xin giới thiệu tới anh em đấy, tới các bác là về keo bẫy cò đến đây là kết thúc. Đối với bác nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ trực tiếp cho em thông qua cái số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì em xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.